rồi, và đó là tình huống ném net lên. B33 đang có ý định đẩy. Aerox Group đang cực kỳ kiên nhẫn cho tình huống này, xấy tay đôi, và đó là Siêu Team bị clear rồi, họ dừng lại top 3 trong trận đấu này. Một mình Gai clear được vị trí của Siêu Team, một mình người ta sẽ phải chấp hai thành viên bên phía của Aerox Group. Sốt CC trả đạn vào, Gosu đang có ý định đẩy lên nhà. Gai bắn độc được một người, là Sốt CC. Đây là tình huống 1v1 giữa Gosu cũng như là Gai, thôi Gai đang có ý định gạt giò, nhưng ta nhận ra là đối phương chỉ còn lại một người duy nhất trên bản đồ, và anh ta sẽ cân nhắc việc một cân hai, một mình Gai liệu clear cả hai team hay không đây. Top 1 đã đến rất gần với Aerox Group cũng như là Box Gaming, một tình huống đấu trí giữa Ghe cũng như là Gosu đang di chuyển ra và check quyết định là gạt giò luôn rồi. Kill nó chắc kiểu gì thế, giờ thắng hay thua thì có kill vẫn sẽ có thêm điểm thôi, một kill 16 điểm chứ ít gì. Tình huống bắn nhau là cực kỳ gay cấn ở đây, không có nét để trả lên. Gosu sẽ, anh ta sẽ có lẽ là kê lên khu phía trên này thôi. Trong khi đấy thì một tình huống di chuyển vẫn ở trên đầu anh M6 và đã đi sấy mất nửa cây đó. Tình huống là clear một lúc 3 team của Ghe. Một mình anh chàng này đã hạ gục 3 team ở đây để mang về cái top 1 trong Box Gaming. Một mình anh ta 9 kill rồi. Vâng, xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại cùng với Ga PUBG Mobile Open Tournament. Vừa rồi là Highline mang lại top 1 dành cho Box Gaming. Và chúng ta chuẩn bị bước đến với trận đấu thứ 2 tại khuôn khổ bảng A này. Và đó là những cái hình ảnh thấy được những cái tình huống xử lý sự quyết đoán của Box Ghê, đúng không? Anh ta là một cái tên cũng cực trí đúng không? Đặt tên là Ghê, bắn cũng rất ghê. Và vừa rồi là top 1 cũng như là rất nhiều kill dành cho anh ta. Cá nhân anh ta đã sở tới 9 kill rồi, thì đồng đội của anh ta nếu mà cũng tính cả kill cuối cùng có lẽ là 10, à 9 hay 10 nhỉ? 9 kill cho anh ta trong trận đấu vừa rồi. Các thành viên bên phía của Aerox Group cũng đã có được top 2, còn trong trận top 3 thuộc về các thành viên phía của Siêu Team. Bản đồ thi đấu thứ 2 của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ là Mirama map sa mạc, và map nó sẽ có những cái khu vực cũng khá là hot như Pegado, rồi những cái khu vực ở Đen Patron, những cái khu vực nhiều đồ nhưng mà chiến tranh hay xảy ra. Và trong một số những cái map mà tôi đã chơi thì thấy là Mirama là map mà thường có cái tỷ lệ drop cho mình, đó là flare gun nhiều hơn. À nhiều hơn, tôi sẽ chơi cái map Mirama này, tôi chỉ hay chơi map Sunhawk cũng như là có lẽ tôi không thích Sunhawk. Sunhawk nó hơi bé và cảm giác bắn những khẩu súng mới nó cũng không sướng bằng mấy như cái map sa mạc, có cái chỗ mà bể bơi gì đấy, cái chỗ mà mình hồi sinh á. Nếu mình lúc mà mới vào là xuất hiện luôn. À không, đấy là bên của bể bơi ra của bên Erangel là cái là map kia. Có cái chỗ mà hồi sinh ở trên cái map sa mạc, cái lúc mà mình mới vào game mà lúc chờ mà năm mấy giây mà lúc mà mình có không ta? Tôi nhớ là cái bể bơi đấy là bên của Erangel chứ không phải bên Mirama. Ở đó là một khu vực mà có rất là nhiều aerob, không có rất là nhiều những cái khẩu flare gun ở cái đảo hồi sinh của map Erangel, cũng có rất là nhiều cái khẩu flare gun mà như chẳng qua là khu vực đó nó hơi xa so với lại cái khu trung tâm một chút xíu, như là lượng flare gun xong thì nhiều khi chết ngoài bo. Thì những cái chúng ta vừa có thể thấy ở trong cái round đấu đầu tiên đấy, thì những cái team họ chọn cho mình cái lối bắn như kiểu là càn quét, như kiểu Box Gaming, thì họ sẽ là những cái đội mà có cho mình điểm số nhiều hơn. Còn ngược lại, cái việc mà chỉ thủ vững rồi tìm những cái vị trí vào trong bo như kiểu đó là Aerox Club ấy, thì họ cái lượng điểm tuy là có từ cái lượng điểm mà ở vị trí cao, nhưng mà cái những cái điểm kill thì họ không có nhiều, thế nên là cái số điểm của họ tổng kết lại khi cũng sẽ không bằng những cái team khác. Dù sao thì bảng A này cũng khá là nhiều team tay to, và theo những thông tin tôi nhận được thì Amory Gaming của Việt Nam thì đã rút khỏi giải đấu đi phải, và chúng ta chỉ còn lại khoảng chừng 15 team ở bảng A này mà thôi. Cái đội không biết cái đội mà bị đến muộn ở vòng đấu đầu tiên thì có được bắn ở vòng 2 không? Chắc là một cái thông tin chúng ta cần phải quan tâm. Họ từ chối tham gia giải luôn, họ nghỉ giải luôn rồi. Vậy như vậy sẽ chỉ còn lại 14 team, 15 team. Nếu mà hai team đấy nghỉ thì sẽ còn chỉ còn một team nghỉ thôi. Và chúng ta sẽ còn lại 15 team, tổng cộng sẽ là 60 player trong một map Mirama nó rộng như thế này. Nếu đường bay giữa map nữa thì sẽ ít, cực kỳ ít giao tranh nổ ra, tôi nghĩ là như vậy. Loot dạo trong PUBG Mobile thì nó cũng nhanh hơn, và việc mà loot đồ thì nếu các cái player có lẽ tất nhiên pro player thì họ sẽ bỏ cái chế độ loot bằng tự động đi, mà sẽ chuyển loot bằng tay, và việc đấy tap xong họ sẽ chuyển vào bắn nhau thôi. Và chúng ta chuẩn bị bước đến với những diễn biến của round đấu thứ hai, map đấu Mirama, và chúng ta sẽ chỉ có tổng cộng là 3 round đấu cho mỗi bảng mà thôi. Chúng ta sẽ lựa chọn ra 8 trên tổng số những đội tuyển tham gia vào khu khổ bảng để đến với playoff, và thể thức tại playoff sẽ là thể thức nhánh thắng và nhánh thua. Tức là bạn có bị thua thì bạn vẫn sẽ có cơ hội đi tiếp nếu như bạn làm tốt ở tại cái nhánh thua của mình. Giải đấu GAM PUBG Mobile Open Tournament lần này là giải đấu mang tính chất trải nghiệm mà GAM tổ chức để chúng ta có những trải nghiệm về một giải PUBG với rất nhiều những cái tên sừng sỏ tại Việt Nam, cũng như là có những khách mời đến từ khu vực Thái Lan nữa. Và sau đó thì GAM sẽ tổ chức một hệ thống giải đấu để train dành cho những đội tuyển PUBG Mobile tại Việt Nam có cơ hội để
cọ sát giao lưu cũng như là có khoản tiền thưởng hàng tuần lên tới 20 triệu đồng cũng như hàng tháng sẽ là 100 triệu đồng. Nó có thể được so sánh giống như những giải trên Sky Home hay VPT bên phía PUBG MBC. Đó cũng là một cái cơ hội để cho các player có cho mình cơ hội cọ sát cũng như là cơ hội kiếm được những giải thưởng để thu nhập rồi để duy trì team đó. Thì đó là mục đích chính của GAM Tournament. Đây là thể thức thi đấu tại GAM PUBG Mobile Open Tournament lần này với tổng giải thưởng là 15 triệu đồng. Như tôi đã nói thì giải đấu này mang tính chất trải nghiệm là chủ yếu và giải thưởng thì nó sẽ không được quá là cao và mang tính chất là giao lưu. Đây là một cái giải để train. Tôi nghĩ đây là một cái sân chơi để các đội có thể có cơ hội cọ sát để train với nhau là nhiều hơn chứ cũng không thực sự là chú trọng đến vấn đề giải thưởng. Đúng có thì cũng sẽ chỉ là một cái khoản vừa đủ để cho các team gọi là có kinh phí để duy trì rồi này kia. Theo thông tin tôi được biết đến từ huấn luyện viên Tín Đức Cun thì cái giải bên Thái là tham gia một cái là được knock 9 rồi. Tức là tổng giải thưởng là chỉ có 15 triệu thôi, knock 9 dành cho mỗi người chơi ở bên Thái đó. Tức là những người đội bên Thái họ chấp nhận tham gia giải đấu lần này thì mang tính chất giao lưu và cọ sát cùng với những đội tuyển tại Việt Nam thôi. Thì ngoài cái thi đấu hôm nay thì ngoài những cái trận đấu bên bảng A thì sau cái lượt đấu thứ ba đấy thì chúng ta sẽ nghỉ một tiếng và sẽ có sự xuất hiện các team ở bảng B. Bảng B thì có GAM này, có GAM rồi có thêm những cái đội khác nữa mà tôi chưa nhớ tên đây lắm. Thì sau cái bảng đấu A này các bạn có thể hoàn toàn là đợi chúng tôi một chút và sẽ đến ngay với bảng B. Ngày hôm nay thì sẽ diễn ra khuôn khổ bảng A, bảng B và ngày mai thì sẽ diễn ra khuôn khổ bảng C và D. Và mỗi bảng chúng ta sẽ lấy 8 team bảng A sẽ ghép cùng với 8 team bảng B để có 16 team đánh playoff đầu tiên. Còn 8 team bảng B và bảng C, bảng D thì sẽ đấu với nhau để xác định xem 8 team đi tiếp vào nhánh thắng. Và sẽ thi đấu ở hai map Engo và một map Miramar. Và thể thức thi đấu chỉ là FPP mà thôi. Chúng ta sẽ chỉ bản FPP. Nó rất là phê đúng không? Đúng rồi, bản đồ thì bản đồ là trời nắng đẹp, tức là không phải bản đồ sương mù rồi các thứ kiểu hạn chế tầm nhìn của các player mà sẽ là một bản đồ trời đẹp. Tôi cực kỳ thích cái chế độ FPP này, nó cực kỳ là fair dành cho những người chơi chúng ta. Nó hoàn toàn là bạn nhìn thấy đối phương sẽ nhìn thấy bạn và đỏ tay to với nhau mà thôi. Và ở đây thì chúng ta bắn bằng điện thoại di động chứ không phải là bắn bằng những cái bản giả lập. Thế nên là yêu cầu về kỹ năng cũng như là độ phản xạ rồi cái sự mà tập luyện các thứ để mà có thể quen được với cái kiểu bắn rồi cái di chuyển các thứ thì nó cũng rất là nhiều. Tôi cũng thử chơi trên bản điện thoại, tôi chỉ chơi được 2 ngón thôi. Trong khi đó các player chúng ta có người chơi tới 4 ngón. Người ta vừa di chuyển, vừa bắn, vừa lựa góc, vừa nhảy. Tức là họ có thể multitask, tức là thực hiện được rất là nhiều như trên PC một lúc. Và chúng ta có được kiến những pha highlight mà cảm giác như không thể nào mà làm trên điện thoại mà có thể làm được những giống như cái pha của ghê, cái tình huống cuối cùng đấy thì là, tức là anh chàng này một là phải có khả năng mà điều khiển, tức là kiểu anh ta nhá ra xong rồi rụt vào rồi lại nhá ra lần nữa, rồi lúc đấy anh ta mới là từng người, bắn từng người, bắn từng người. Và khả năng aim của anh ta cũng rất là ghê. Thì thường là cái chế độ cái giúp ở êm trong đấy nó chỉ giúp là có thể ngắm vào người thôi, còn việc bạn phải tự di chuyển để cho cái tâm nó di chuyển vào đầu để có thể bắn vào những tình huống để gây nhiều sát thương hơn. Thì đấy là những cái mà có cái sự khác nhau giữa việc của bạn phải bạn thi đấu và bạn chơi for fun với cả những người bạn mình trên bản PC bằng cái mà dùng cái giả lập đấy. Trên giả lập thì bạn có thể hồi máu hay là hồi nước hay là hồi phớt ẹt bằng những nút khác nhau. Đúng rồi, bạn sẽ dùng trên đây thì bạn chỉ bắt buộc chỉ còn được một nút thôi và bạn phải bấm thêm một lần nữa sau đó chọn độ khó, chọn thêm một độ lần khó nữa. Rất là nhiều, độ khó nó cao hơn. Thao tác tay nó cực kỳ là phức tạp đối với tựa game PUBG Mobile này, nhưng bạn thực thấy những pha highlight vẫn sẽ xuất hiện một cách thường xuyên mà thôi. Chắc chắn là nếu như các bạn theo dõi những cái giải đấu của GAM Esports tổ chức ở ngày hôm nay, ngày mai trong tuần này cũng như là những cái giải lần sau của GAM tổ chức thì chắc chắn những pha highlight sẽ tiếp tục xuất hiện và bạn sẽ được chứng kiến những thề kể cả những cái streamer nổi tiếng nữa. Những streamer, những YouTuber rất là nổi tiếng ở trong PUBG Mobile cũng sẽ có mặt tại các team thi đấu chuyên nghiệp và họ sẽ đánh chuyên nghiệp luôn cùng với những team của chúng ta. Như vậy là có một cái cơ hội để mà chúng ta có thể giao lưu được với những người nổi tiếng, xem họ chơi rồi xem họ đấu dài như thế nào, đấu toàn với tay to với nhau thì như thế nào. Có thông tin là như có một streamer khá nổi tiếng là Pok Pok là một trong số những YouTuber cực kỳ nổi tiếng ở tựa game PUBG Mobile này cũng có tham gia. Tôi có xem qua anh dài mấy lần thì cái khả năng bắn của anh ta cũng rất là ghê. Mà stream cũng khá là hài hước và vui nhộn, nên là cái lượng view lúc nào cũng phải cao, tôi nhớ là cao, lượng view rất là cao. Và anh chàng này vẫn sẽ có tham gia vào GAM PUBG Mobile Open Tournament một lần này và để xem là nếu không nhầm bảng C bảng D gì đấy. C bảng D vâng. Đây là những cái thông tin để mà những bạn yêu thích cái anh chàng này có thể theo dõi được. Và các bạn hãy cùng chúng tôi chuẩn bị bước đến với những diễn biến của cái round đấu thứ hai, một cái round đấu mà có lẽ các đội sẽ cởi mở một chút xíu. Cái round đầu tiên tôi cảm giác như họ thăm dò nhau và vẫn chưa có nhiều cái pha giao tranh đụng độ sớm. Các team có vẻ bắn hơi thiên hướng thêm một chút, đó là kiểu PUBG máy tính ấy, là nhặt đồ rồi di chuyển vào bo rồi các thứ. Chỉ có tôi thấy bóc bên mình họ thích được cái bản mobile này, họ chọn cho mình những tình huống mà
bắn phủ đầu, bắn nhanh rồi để mà họ có thêm cho mình những cái kill. Tôi vẫn nhớ là họ chỉ có hai thành viên, sau đó bị đối phương cam, bị team Doc hay team nào đó cam. Không, tức là họ clear được. Đầu tiên là họ đụng độ X Gamer ở khu vực Rozok này, nếu tôi nhớ không đầu, và sau đó thì họ đẩy ra, họ bắn được team nào đấy ở trên đồi, xong đấy bị những chú chó cam này, bốn cái nòng súng ạ, nhưng họ vẫn tổ lái. Họ bị mất hai người nhưng mà họ vẫn vào được trong bo, và cuối cùng thì họ là người chiến thắng. Quê team luôn. Cực kỳ thi đấu, cực kỳ là tốt trong cái round đấu vừa rồi, đặc biệt là vị trí của Gen với tình huống clear cùng lúc 3 team. Clear 3 team. Và đó là một cái thành tích cực kỳ tốt dành cho Box Gaming. Và với việc là họ có được một cái top 1 trong tổng số 3 round đấu như vậy thì thực ra cái tỷ lệ mà họ đứng ở trên nửa trên bảng xếp hạng để đi tiếp rất là cao. Trong tổng số 16 team thì chúng ta sẽ lấy tổng cộng là 8 team thôi. Thế nên là việc mà có được một cái top 1 trong round đấu là một cái tỷ lệ bạn đi tiếp ở tại bảng A rất là cao rồi. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ đến ngay với map thi đấu thứ 2 của ngày thi đấu hôm nay, bảng A. Bản đồ Mirama. Đây là một cái đường bay từ chưa có đường bay. Vâng, vẫn chưa có đường bay. Tôi cứ tưởng là nó sẽ bay thẳng lên phía trên, đi lại là hơi lệch quá đúng không? Vậy là các bạn, các thành viên vẫn đang đảo chờ. Các team vẫn đang ở đảo chờ. Ở đây khu vực gì nhỉ? Prison. Khu vực đây là khu vực đúng là nhà tù. Prison rồi. Gần Minas the Sun và the Sun, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi một chút xíu để xem cái đường bay nó có dễ chịu một chút xíu không? Rồi, một đường bay cực đẹp, okay. Xuyên qua Pecado, các cái khu vực lớn San Martin đều hoàn toàn để có được các team đặt chân ở đây. Lốt Lên Nốt cũng là một khu vực xuyên qua ở giữa đường bay. Impala cũng là một trong số những cái địa điểm đáp xuống ổn dành cho những đội tuyển của chúng ta, thậm chí có những đội tuyển yêu thích khu vực vùng sâu vùng xa thì như San Martin ở tầm này cũng vẫn bay vẫn ok. Với một đường bay mà ở chia bản đồ làm đôi như này thì hoàn toàn là hướng đáp xuống đồng được. Đáp đầu cũng được. Trừ khi đáp xuống khu vực Campo Minta thôi, quá xa xôi. Cái khu vực này thì nó lại hẻo lánh quá. Nhưng mà tôi thấy đây thì như đang có team định hướng đến khu vực Campo Minta thì phải. Đã có những team mà tôi thấy rằng bay 2 ô, bay 2 ô. Có lẽ bay 2 ô xong số lấy xe chăng đây. Team số 1 thì phải. Team số 1 đang bay về khu vực Enazaha. Trong khi đó team số 13 đang bay xuống khu vực Impala. Những cái lựa chọn sớm từ các team, những cái lựa chọn sớm, và có lẽ là sẽ đáp ở Enzaha thôi. Sẽ có team nào như Pecado. Pecado là một trong số những khu vực rất là nóng ở tại bản đồ Mirama, thì không biết là có team nào lựa chọn. Tôi thấy không, Pecado tôi thấy không nóng. Đen Pacho thì khu vực trường học của cái map Mirama này nó mới là khu nóng này. Tôi thích nhất cái khu đấy. Ý tôi là khu giàu thôi. Đúng rồi, khu giàu nhưng mà vừa giàu lại vừa đẹp. Nhưng mà ít người xuống dám xuống rồi. Vì xuống đấy nhiều khi lại bị clear team và nằm xuống khá sớm đấy. Thực ra thì nói là giao lưu là để trên, nhưng mà ai thì khi mà thi đấu giải muốn có không? Phải thắng, phải vô địch nên hoặc là gì đấy đúng không? Thì nên cái tâm lý của mọi người tuy là hơi thoải mái một tí, không phải là một cái giải đấu nó quá là khắt khe, nhưng mà ai cũng đều muốn thắng thôi. Bạn vẫn sẽ rất là tập trung và cẩn thận đến từ các thành viên. Và như vậy có lẽ chúng ta sẽ không có những tình huống đụng độ quá sớm đến những team của chúng ta, chỉ là những quá trình đi rút dạo trong khoảng thời gian ban đầu mà thôi. Đây là 4Gaming. Họ không có thành tích quá tốt ở trong cái round đầu tiên. Một khẩu M4 nhặt được. Thanh niên này thì có vẻ nhảy hơi xa xôi thì phải, đang cố gắng scout để nhận tìm kiếm xe à? Có vẻ như đang muốn tìm xe ở đây rồi. Anh ta nhảy xuống cái đoạn góc phía 6-7 giờ của bản đồ, góc dưới cùng. Và đụng độ, có một team nữa có team nhảy xuống khu này đó, team số 5, X-Gamer. X-Gamer có thể sẽ đụng độ cùng với lại Original, xe đã có rồi. Original và có lẽ là lấy xe và di chuyển thôi. Nhìn cái nhảy lên trên chốc xe, đi trên xe luôn à. Tôi nghĩ nhảy lên nên là vào trong xe cho nó an toàn, biết đâu đối phương nó lút được đồ bắn nóc nằm trên xe. Có cũng tiếng đạn rồi, tôi thấy nghe thì tiếng đạn bắn trả ra rồi. Một tình huống tàu lái không được tốt. X-Gamer đang ở gần nhưng có vẻ như bên phía của Original Gaming không có định giao tranh sớm, thì họ chưa có lượng trang bị item cần thiết. Các phần thì như là anh ta đang rơi xuống một cái khu vực ở rìa ngoài và đang bắt đầu là lấy súng và đẩy sang phía bên kia của team số 5 hay số 2 gì đó. Team 14 đụng độ với team 16 tại Pecado rồi. Khu vực mà chỉ có khá rộng, khá giàu nhưng mà chỉ có 2 team thôi. Xem 2 team này có ý định clear nhau tại đây luôn hay không. Có lẽ sẽ phải là giao tranh thôi. Giao tranh ở thời điểm này nó cũng được. Tình huống mà muốn giao tranh sớm đây thì tình huống X-Gamer đang muốn đẩy ra bên phía của Original Game Gangster. Rồi ạ. Như nào đây, X-Gamer thanh niên Captain này cực kỳ hồ báo. Captain có lẽ là scout chính. Scout thôi. Để sang nhìn xem phía bên kia là đối phương đã qua bên cầu ở bên kia chưa, hay là ở ngay gần khu của mình để mà có một tình huống bắn trả. Như vậy là bò sẽ thu khỏi các thành viên phía của X-Gamer cũng như là Original, và họ bắt buộc sẽ phải di chuyển vào thôi. Team số 2 và team số 5 có lẽ sẽ có thể đụng độ với nhau, nếu như cho trên đường vào bò mà họ đụng nhau thì có thể bắn luôn đấy. Tôi nghĩ là cái team này thì một cái bo lệch lên phía trên. Thanh niên này còn dư cả của nón 3 nữa cơ, cú mếu. Thấy vừa đi qua cả nón 3 cả. Có nón 3 rồi mà. Giảm thanh, silencer cái thứ rồi. Đây, một khẩu được
Game Boy đăng ký thì có cầu UMP. Tôi thấy là có rất nhiều người thậm chí thấy vương vãi cả Skyline các kiểu vẫn nhặt UMP, đó là khẩu độ recoil quá thấp ở tại cái tựa game PUBG Mobile này. Và Luis đang bắn vào các thành viên của Siêu, anh ta có thông tin là Siêu đang ở nằm hướng khu vực đẩy thẳng lên luôn sáu nhà rồi và sẽ đẩy sang thôi, bắn cực kỳ tự tin, muốn đẩy sang một mình chiến bốn sao ấy. Có ba người mà thôi, họ chỉ có ba người ở đây, người số một người đang ở khá xa, anh ta là lút rồi. Ở khu nhà L thì phải lút ở khu nhà L, cái khu motel phía xa. Và như vậy là họ sẽ chờ đồng đội của mình thôi, chỉ cố gắng lút khu vực này, đang là khu vực red zone, tức là muốn đẩy sang đây để lấy cái khu vực khu nhà quanh casino này để có được cái tầm nhìn cao hơn. Đúng. Để đọc được cái vị trí của các thành viên Siêu. Siêu cũng đang bắt đầu di chuyển và có thể sẽ đụng độ với team số 16 bên phía bên kia là team Boss. Siêu và Boss đều có được thứ hạng rất cao trong round đầu tiên, một team hạng 1 và team hạng 3. Và có vẻ như hai cái đối thủ này đang nhiều duyên nợ đang tôi nói thật là tiếp tục là cạnh tranh ở đây luôn. Tôi nói thật là clear nhau đây là đồ là đánh đồ là nhiều cuối luôn đấy, đủ luôn này, lút nguyên một cái PK đồ để chứ đâu nữa. Siêu lấy cho mình được một con xe rồi, có vẻ như là họ đang muốn di chuyển đi hay chăng đây, vẫn chưa thì có vẻ không thấy thông tin của bên phía Bóc Minh Minh, họ mới chỉ biết là bị bắn thôi. Vừa thấy có một cái flagon được bắn ra, không biết là từ ai nữa. Nhưng mà đây là một khu vực rất căng thẳng diễn ra giữa Siêu Team cũng như là Boss Gaming. Nade được trả ra liên tục, Blue đứng ở đây đang quanh chừng các cái hướng từ đằng sau, liệu có team nào móc máy vào bên phía họ hay không. Và người đầu tiên phải nằm xuống rồi, đó là một thành viên của Super Team. Không biết là có bị gạt giò luôn không, biết là nằm xuống ở đâu, nếu như mà nằm xuống hơi xa thì có lẽ sẽ không gặp quá nhiều những nguy hiểm. Và thôi xong rồi, Long 8cm đã phải từ bỏ cuộc chơi tại đây. TLUG thì đang có vẻ như là đây, hai team số 12 và team số 9 đang bắn nhau. Đúng, họ đã đụng độ. Đó là Pop Eye và Super Gaming. Họ đụng độ và có một người đã khá thấp máu, Mèo bị bắn mất rất nhiều máu. Thì bên kia thì KD đã được cứu rồi. Thì quân cung Mèo bắt đầu bắn những viên UMP và shut down được vị trí của Crowd. Bia vào đã phải nằm xuống. Box Gaming giao tay với Siêu ở khu vực Pecado rồi. Mark vừa bị té xe và nằm xuống, tôi không hiểu tình huống nó như thế nào nữa. Có vẻ như là một tình huống mà lên xe bỏ đi nhưng mà không được sự cho phép của Box, hoặc quyết định là sấy luôn xe và lấy được 3 điểm hạ gục ở đấy. Và Boss có thêm điểm của Mask nữa, nện 24 giờ và tiếp tục điểm của bên phía bên này đẩy vào đến được cú mé mà dùng máu không còn nhiều nhưng rất tự tin họ clear luôn đối phương ở khu vực này rồi. Và đó là tình huống mà Pop Eye có một tình huống thi đấu cực kỳ tốt. Pop Eye thì có vẻ như là họ đã clear được team team gì đó, quên mất, đi hơi nhanh thì phải. Ở phía bên kia thì Eo Cún vừa tiếp tục hạ được một thành viên nữa của Siêu Team và họ đang di chuyển lên, còn một thành viên nữa của Siêu Team thôi, thành viên cuối cùng. Và đó là một tình huống mà Boss Gaming có lẽ cũng đã clear được. Nhưng họ clear luôn Siêu Team rồi. Đúng, thì phải. Họ clear còn có 14 team ở đây thôi. Tôi đã bảo rồi, nếu mà clear còn một thành viên. Không, còn một thành viên. Còn một thành viên Hero nữa kìa. Như vậy chỉ mất đi 3 người mà thôi. Không, mất tới 3 người lận. Mất tới là chỉ. Anh dùng từ hơi nhẹ quá. 4 người mất tới 3 người rồi. 4 mất 3 lúc rồi, này thì Hero thôi xong rồi. Hero này chỉ chơi game sinh tồn, nó cố gắng sống sót, bò lê bò lết đến cái top càng cao càng tốt thôi. Bây giờ pick kill cực kỳ khó, biết cầm cho mình một khẩu Uzi. Uzi 435 viên. Anh ta có cho mình mũ 3 đấy, cũng khá là giàu. Nhưng mà giàu là về vật chất, thế còn về mấy khẩu súng thì bắn nhau lại không có. Cầm mỗi khẩu Uzi làm sao bây giờ trả thù cho những người đồng đội mình được. Uzi là một trong số những trang món khẩu súng nó cực kỳ là kén cái gọi là phụ kiện. Không có nòng nhắm bắn tầm ruồi như thế này, làm sao bắn, đồng ý là bắn gần rất là mạnh. Bắn đây là khẩu mạnh. Có độ recoil. Cái tốc độ ra đạn của nó là cực nhanh. Cực nhanh luôn, độ recoil thì thấp. Bạn chỉ thấy hết 1/3 bắn đạn là nhiều khi có người nằm rồi. Một cái airdrop được gọi ra đến từ hình như là một cái khẩu flagun. Và để xem trong này nó sẽ có cái gì đây. MK14 và M249. M249 cái map đấu này thực sự là món trang bị mà bạn có thể 1/3 lượng đạn của nó bạn có thể xây. Trong PUBG Mobile thì cái độ recoil của M249 nó không như PUBG PC. Và nói lại một lần nữa thì đấy là một khẩu súng mà có cho bạn khả năng càn quét như kiểu Rambo rồi. Cũng là một khẩu súng nên nhặt ở đây. Fed vừa bị dính đạn, Pop Eye vẫn chỉ mất đi một người ở trong một pha hỗn chiến trước đó và có tổng cộng 4 kill trong một pha clear team. Và lượng đồ lúc này cũng chưa phải là quá là nhiều đến từ bên phía của Pop Eye, khi chúng ta nhìn thấy là chỉ còn nón 2 và giáp 2 trên người của anh chàng Fed này mà thôi. Và họ sẽ di chuyển sang khu vực xung quanh tiếp tục loot cho mình những món đồ ở đây. Có cho mình một con xe rồi, như vậy là họ còn đang có phương tiện di chuyển tiếp tục loot đồ để có thể đảm bảo cho mình một cái lượng máu thôi. Khi mà ở đây chúng ta có thể thấy là anh chàng Fast này mới chỉ còn cho mình đó là 3 cái băng đít mà First Aid thì không còn rồi lại tiếp tục là băng bó các kiểu. Nhặt luôn không? Nhặt luôn rồi. Nhặt luôn thôi. Tầm này mà không có băng máu các thứ thì cũng hơi phiền phức. Có một khu nhà gần San Martin này, họ tiếp tục loot và thêm một cái airdrop nữa đang chuẩn bị đáp xuống. Không biết là airdrop này có cái gì, không biết là có khẩu ốp hay không đây. Thực sự ở những cái map đấu như thế này tôi chỉ cầu mong có những cái ốp hay là những cái khẩu
sniper để mọi người thể hiện khả năng bắn. Đó chỉ là một khẩu AUG thôi, một khẩu AUG Mu3 giáp 3 ba lô 3. Như vậy cũng không giàu lắm. Cái AirDrop này là tương đối nghèo bởi vì là AirDrop thông thường, không phải là AirDrop đến từ cái flare gun. Nhưng cũng có người nhặt thôi. Tất nhiên rồi, đây là nón ba Mu3 mà. Keller là người liếm được cái thính này, nhanh chóng lên xe Bucky và rút lui mà thôi. Có vẻ như chỉ ở một tình huống cử một người ra nhặt thính rồi bỏ đi. Họ có lẽ là họ ở gần thôi, họ ở gần nhưng họ quyết định là đẩy một người ra nhặt. Đang ở rất gần đề Water Treatment, đề Water Treatment khu vực ở gần hướng 12 giờ. 300 Sewa. Tôi không biết đọc tên họ là như thế nào nữa, đọc 300 Sewa cho nó dễ. Nó một cái tên viết cũng khá là dài nên đọc theo tiếng Anh. Đây là một tình huống mà lái xe cũng hơi ẩu một chút xíu, họ có một cái xe buýt, xe học sinh và thêm những cái xe bán tải và Dacia, rất nhiều xe ở đây để đến phía của Dog Team có thể di chuyển. Họ vẫn đang thi đấu một đội đánh cực kỳ an toàn, nên tình ra dành tình huống bây giờ tôi cứ tưởng là đánh hơi được vị trí của thành viên cuối cùng bên phía Siêu Team cơ. Mà hóa ra không phải, chỉ là dừng xe đổi xe từ một chút rồi đi tiếp. Tình huống đấy mà đánh hơi được thì đúng là đặt tên như thế nào người như vậy luôn. Và đánh hơi được luôn. Và đó là một tình huống mà họ chỉ dừng lại đổi xe thôi. Tôi nói thật là góc nhìn thứ nhất này lái xe cực kỳ nhức đầu. Việc lái xe góc nhìn thứ nhất là một vấn đề hết sức nhức đầu. Lái xe ở trong PUBG Mobile này thì khi mà anh lên xe thì anh sẽ được lái cho mình đó là góc nhìn thứ ba. Sẽ không phải lái góc nhìn thứ nhất như bản PC. À thế à? Ừ. Thì đấy cũng là một chút những cái gì gọi là nhân nhượng đến từ ưu ái hơn đúng không? Chứ bây giờ bạn anh phải lái kiểu góc nhìn thứ nhất trên dòng PC thì đúng đau đầu thật. Còn cái hồi đầu tôi chơi tôi còn bị buồn nôn các thứ cơ. Thế chưa bao giờ thấy một cái game nào mà đi xe còn bị đau đầu. Và đây là các thành viên phía của X Gamer, họ vẫn như có cái flare gun thì phải, cái gì đỏ. Thật ra không, đấy là cái phụ kiện tay cầm, kiện, đúng không? Tay cầm đỏ, một cú lừa. Vâng, có rất nhiều cú lừa trong PUBG, nào là cái túi gọi là túi đạn của shotgun, rồi túi đạn của còn thêm cái tay cầm của đúng rồi, những cái màu đỏ đấy, lò rất là dễ bị lừa với khẩu flare gun. Team số 5 đang bắt đầu phải di chuyển khi họ đang bị sát bo. X Gamer sẽ cần có một cái xe để có thể di chuyển bo, hoặc thực sự đi bộ mà thôi. Bo đang thu khá gần vào cái khu vực vòng tròn trắng rồi. Cũng chỉ còn khoảng độ 2 team đang còn ở ngoài bo thôi, thì còn lại là các team khác đều đã được vào trong bo và chọn cho mình khu vực rồi. Eoposo ở đây thì đang bị quản lý bởi đó là team Original Gangster, một cái team mà lúc này cũng nhảy gần với phía của team số 7 kia, nhưng mà họ đã di chuyển lên phía trên lấy xe và đi rồi. MVP cũng chưa phải đụng độ với quá nhiều team trong khoảng thời gian ban đầu, họ vẫn bảo toàn được 5 người. Chúng ta tiếp tục thấy có thêm một cái flare gun được bắn lên trời ở hướng NE. Không biết là các thành viên bên phía thanh niên quê tao này thì đang cầm khẩu VFF. Một mình đẩy vào. Công như thế này có phải là hơi láo không? Anh ta không biết là trong khu vực này có người đi phải. Đang cố gắng lái xe Bucky của mình để đi scout mà thôi. Dừng lại trong pha đó là tự hiến xác thôi. Đây đúng là tình huống 1v4 trong truyền thuyết rồi, và đang bị các thành viên của team số 15 bắn mất cho mình 1/4 máu rồi. Vẫn đang cố lạng lách đánh võng mà thôi. Có thể là sẽ là thoát rồi, một tình huống thoát được. Khi mà team 15 họ nhận ra tình huống đi xe qua đây là hơi muộn. Cái tình huống scout này nó tương đối mạo hiểm, bởi vì nếu như bạn scout mà bị bắt lại thì hơi khó để đồng đội để cứu. Bạn ở quá xa đồng đội đi, chắc chắn. Và anh chàng quê tao này là anh chàng ngồi phía sau, vẫn còn một thành viên nữa đứng ở đây. Vẫn có một người nữa đứng ở đây. Hai người quyết định là đẩy lên, đẩy sâu vào trong lòng địch. Tránh một cái góc để đối phương có thể khai thác được. Cái góc nó góc khuất sau phía đồ rồi. Chắc chắn là họ sẽ có thể hồi máu lại và sau đó thì tụ họp chung lại với hai người còn lại để có thể có những tình huống giao tranh cần thiết về mặt nhân sự. Tránh việc để đối phương nốc ở một khu vực lẻ người ra như thế này. Trận đấu đang tiếp tục diễn ra vòng bo thứ 2. Lúc này đây thì bo thứ 2 còn khoảng độ 2 phút nữa thôi. Ui, có ốp rồi này. Và đây là một khẩu ốp được rơi ở trong một cái drop, có cả cho mình một cái băng đạn xịn nữa cùng với cả một cái kim tiêm để có thể chạy nhanh hơn. Và để xem là đội nào sẽ sở hữu được khẩu ốp này đây. Tôi vừa nhìn thì như không có ai quá gần với khu vực này cả. Không có ai quá gần ở khu vực này cả, và có lẽ như là khẩu ốp này thì còn lâu mới được đụng tới. Team số 13 và team số 16 có thể đụng độ với nhau. Đây là một tình huống rất đơn giản đến từ vị trí của Louis Box. Box Louis có được cho mình một knock A một người, nhưng sau đó thì anh ta bị bắn trả mất nửa cây máu, hơn nửa cây máu rồi. Lúc này thì các thành viên phía của Minta Hao đẩy thẳng lên vị trí của Louis. Louis bị phát hiện nhưng anh ta thấy chẳng lại, anh ta đã bị nốc. Và có thể anh ta sẽ bị gạt giò trong tình huống này, đẩy thẳng lên đến các thành viên phía của Minta Hao. Ghe đang tìm một góc khác để có thể tấn công khi đồng đội mình vừa bị nốc bên phía bên kia. Nhìn anh ta không ra được phía sau, bắn tay đôi của Vedet. Anh ta nốc out được vị trí của Dead rồi. Nhưng anh ta chỉ còn một nửa máu thôi, và có lẽ như là tình huống sẽ là quấn cho mình Vedet để có thể lên máu. Louis bên kia bị gạt giò. Bị là gạt giò luôn rồi. Tình huống đấy thì Louis
lúc ấy anh ta không có cho mình red dot đến tình huống đấy, anh ta chỉ bóng bằng tâm ruồi thôi. Đúng, và bắn không vậy. Quá những cái phát bắn tay không quá chính xác. Đệm 24 giờ thì đang đẩy ở một cái hướng khác và có vẻ như họ quyết định không để cho cái team team này chạy thoát. Và như vậy Boss đã mất đi một người trong tình huống này. Boss mất đi Louis khá sớm khi anh chàng này mạo hiểm đẩy lên một mình. Ghe mặc dù tay to nhưng cũng không thể nào cứu nổi đồng đội của mình trong tình huống vừa rồi, khi anh chàng này cũng chỉ nốc được một chỉ đổi được một người thôi, đổi được một người đấy. Tình huống đấy mà tôi nghĩ là Louis anh ta quyết định bắn tiếp bằng khẩu mini của mình thì nó sẽ tốt hơn, vì khẩu mini của anh ta có cho mình cái ống ngắm rồi. Quyết định là đẩy đổi ra AK ba tâm ruồi, bắn hơi sai một chút. Ở gần đây có một cái airdrop, đó là lý do vì sao cái airdrop này được gọi ra từ khẩu flygun, và đó là lý do vì sao mà hai team phải đụng nhau đó. Cái khẩu airdrop nó gọi thính nhưng mà cũng gọi địch, và đã có một tình huống hỗn chiến xảy ra và Boss Gaming mất đi một người nhưng không sao cả. Họ có được rất nhiều kill ở trong cái round đấu thứ hai này với 7 kill rồi. Và như vậy là có lẽ là họ là team clear. Clear rồi, đã hai team clear hai team đây rồi. Họ clear hai team trong cái bản đồ này. Siêu còn một thành viên mà cũng đang ở gần cái hướng của Boss Gaming, liệu họ có thể đọc nốt vị trí của thành viên cuối cùng của team Siêu hay không? Đây là một tình huống mà Uzi đang bị bắn rồi, mất đi khoảng chừng nửa cây máu. Pop Eye bị bắn về 4 team rồi. 4 team biết được vị trí của thành viên Uzi này, có vẻ như là đang muốn đẩy lên cả 4 người. Họ đang dàn đều ra rồi. Lúc này thì nên nhớ là Pop Eye đã mất đi một người khá sớm, đó chính là vị trí của Long 8cm. Nhưng trong mà Pop Eye thì có đồng đội gần đây. Anh ta có Cu Mếu ở gần. Cu Mếu đang trả đạn ra. Họ đang muốn ngăn cái cuộc tiến công đẩy lên của các thành viên 4 team. Có team thì đang còn lại 4 người và họ sẵn sàng đẩy đúng như tay đôi đối phương bên phía bên kia. X-Gamer giao tranh cùng với MVP, thấy MVP mất đi tương đối nhiều người rồi. Đây là một tình huống mà For vẫn tiếp tục trả đạn vào bên phía của Pop Eye, mà người thấp máu lúc này là Cu Mếu đi vài. Những viên đạn cuối cùng có vẻ như nó không chính xác lắm. Rất không tiếc một viên nữa mà là có người phải nằm xuống như tình huống vừa rồi. Nhưng mà từ cự ly xa như vậy thì chắc là cũng chỉ dừng lại ở việc knock out thôi. Việc gạt giò đều tương đối khó khi đối phương đã vào khu vực nhà khá là an toàn. Và có vẻ như đang muốn lái xe đẩy vào luôn. Đẩy thẳng vào khu vực của Pop Eye. Yuri đang là người đi trước. Tiếp theo đó là Nổ cũng đang đẩy xe vào. Và họ có vẻ như đọc được cái tình huống là Pop Eye không còn nhiều người đây. Quyết định là đẩy vào luôn. Thủ nhà như thế nào đây? Đây là một tình huống mà Uzi bị bán bị nốc rồi. Đó là tướng gốc phòng ra quá khó chịu đến Yuri. Cu Mếu cũng đã phải nằm xuống như vậy. Lên bên phía của Pop Eye chỉ còn lại một tình huống của Fed thôi. Fed có đủ mập hay không đây? Fed và Fed cũng phải nằm xuống một tình huống. For Gaming không mất bất kỳ ai cho pha công nhà để clear các thành viên phía của Pop Eye. Đó là một tình huống móc máy cực hay của Yuri, anh ta di chuyển xuống đằng sau làm hai luôn. Khi mà còn có một người thôi thì bên phía bên kia phải nằm xuống rất nhanh rồi. Và như vậy là team nào đây? Team Su MVP đúng không? MVP đã dừng lại ở cuộc chơi top 13 rồi. For Gaming thì vẫn còn bảo toàn được 4 người, thêm một cái airdrop nữa rớt xuống, đây là airdrop bình thường. M249 thôi. Ngay là team số 3, M249 mà thôi. Ừ. Nhưng mà được cái là full set 3. Tức là vẫn là đủ mũ miếc để cho những người nào mà bị thiếu đồ có thể thay vào thôi. Đó. Thì đang vẫn chưa có kill nào. Không, họ đang cố quản cái vị trí mà xung quanh vòng bo để không cho một cái đối thủ nào có thể lại gần mình. Canh cái thính kia thôi. Vẫn cái lối bắn thì vẫn khá là giống ở cái round đầu tiên, khi mà họ chọn cho mình cái lối bắn là ở vòng ngoài và thủ cái viên bo, chứ họ không quyết định đẩy sâu vào như bóc hay là các team khác. Có một cái vấn nạn ở PUBG Mobile mà tôi hay gặp phải, đó là những tình huống mà tôi clear cam thì hay bị dính cái nút bắn, nên là lâu lâu bắn sảng một vài viên, hơi hú hồn. Nãy giờ tôi cũng nghe thấy một vài các thành viên bắn thi thoảng táp nhầm một hai viên. Ngón tay hơi to, ngón tay hơi to thì là clear lâu lia cam. Không, nhưng ngón tay to có nhiều tác dụng khác nha. Ngón tay to anh đừng buồn chơi PUBG, có vẻ hơi khổ tí, nhưng mà chơi cho khác lại hay. Cũng có thể đây là một tình huống mà các thành viên bên phía của 300 Sir Y họ khá là nghèo về lượng đồ, thấy có người cầm mũ một này. Và họ chưa cho mình kill nào mà, chưa cho mình kill nào. Chọn cho mình lối chơi di chuyển du mục, loot đồ xong rồi tiếp tục vào di chuyển. Bám bo, không giao tranh. Cực kỳ an toàn. Và chúng ta còn lại tổng cộng là 40 player và 12 team. Trong khi đó bên phía bên kia thì có tình huống đụng độ giữa Aerox Club cũng như là Mansion Gaming. Phát đang ở ngoài bo, bị bo đốt rất đau. Mansion đã mất đi một người rồi, đúc con rồi. Đúc con được cứu trong tình huống này không? Đây anh ta khá xa những cái đồng đội của mình và anh ta sẽ bị gạt giò chắc chắn rồi. Ở góc sát sườn đồi như thế này thì trời cứu anh ta. Ba thành viên còn lại Aerox Club đang muốn đẩy lên và có vẻ như họ đọc được vị trí của một thành viên team số 11 ở gần đây. Một tình huống mà tôi không biết đọc tên anh chàng này là bao nhiêu nữa. 1116 đang đẩy lên để có thể gạt giò đối phương, pick điểm hạ gục và loot đồ mà thôi. Không, anh ta lại chạy đi đâu này? Có vẻ như chưa đọc được vị trí, nốc ở chỗ nào? Chưa đọc được vị trí. Lúc nãy thì có vẻ như là chỉ nghe được tiếng đạn thôi. Thanh niên kia bị nốc xong cũng núp khá kỹ đấy. Núp ngay dưới chân đồi.
Và vì đây là FPP nên là cái việc mà tìm những cái người ở phía dưới xếp đồ nó tương đối là khó. Kia gần ngay trước mắt như xa tận trời vẫn đang là những tình huống lia cam liên tục đến từ anh chàng 1116 này để có thể tìm kiếm cái nạn nhân vừa bị knock out để có thể gạt giò và lút đồ, nhưng mà hơi mất thời gian. Bắn check bụi các thứ nhưng mà vẫn không tìm thấy cái người đấy ở đâu cả. Lắm rồi, ở dưới cái không thấy ra kít kít cũng không thấy luôn. Vẫn đang tìm vậy thôi. Là chắc là anh kia sẽ tụt máu mà chết mà thôi. Hơi đáng tiếc một chút xíu bởi vì dù sao tụt máu thì chết, đối phương vẫn có kill nhưng mà dù sao thì đối phương sẽ không thấy xác này mà lút. Nhưng mà khi mà đối mà cái đối tượng bị chết hoàn toàn ấy, thì sẽ có một cái điểm sáng chấm xanh đấy thì mới có chết thể là giúp nó sẽ có khói đi lên nữa cơ. Có thể sẽ mà sẽ giúp vẫn để chúng ta ở dưới sườn đồi thấy. Kia tôi không biết là có thấy không đây. Để mà lút đồ đây này. Vẫn đang có thanh niên kia xuống rồi, 116 thì đang xuống để lút đồ rồi. Đây. Trốn lên trời. Trốn kỹ phết. Liếm đồ thôi. Đó phía bên kia thì vừa bắn được một thành viên nữa của team nào đấy, tôi không kịp nhìn. Có vẻ như đó vẫn bắt đầu giao tranh rồi. Bò thù khá nghiệt trong tình huống này đây. Nó thù về hẳn một góc của cái bò trước đó. Cực kỳ khó chịu, một cái drop rớt xuống giữa cái bò này. Chắc là cho tiền không ai dám xuống nhặt mất. M249 tầm này cũng là ốp đi chăng nữa. Tôi nghĩ là cái bò này nó cái thính này là cái bà chứ không phải thính nữa. Cực kỳ là nguy hiểm cho bất kỳ ai lúc xuống ở khu vực nó hiểm hóc như thế. Có lẽ rồi một tình huống bắn xa của các thành viên team dog bắn những cái người vào trong bo muộn thì họ có cho mình đó là một kill rồi. Cái airdrop này là một cái airdrop cực kỳ chết chóc, không ai dám ra nhặt cả. Các thành viên phía team dog thì đã ở trong bo và họ cực kỳ thoải mái trong việc kê ra mà thôi. Có cho mình ở đây đó là một khẩu mini 14 nhưng chưa có băng đạn thêm. Hơi thiếu đồ, hơi thiếu phụ kiện một chút. Họ vẫn đang thiếu phụ kiện. Có bo thì nó bo về phía bên trái của Water Treatment. Một khu vực mà có cho mình những cái khu vực đồi núi tương đối là cao, có những khu vực đồi núi cao, có những cái hõm. Nhưng mà việc mà đi vào hõm thì hơi khổ một tí, sẽ không nhìn được toàn bộ bản đồ. Tôi nghĩ bây giờ như kiểu team số 15. Cái hõm chỉ 15. Có lợi khi mà bạn ở góc nhìn thứ 3 thôi. Đúng rồi. Đây là tình huống bắn nhau tay đôi và Kit đã là người bị knock rồi. Và thêm trước đó là Gosu đã phải nằm xuống nữa, gạt giò luôn rồi. Gosu đang ở đâu đây? Code CC cũng như là 1116 vẫn đang còn, nhưng liệu rằng họ cứu nổi Gosu hay không đây? Gosu núp sau cái xe kìa. Code đang đến rất nhanh với xe Boogie của mình để hỗ trợ đồng đội của mình. Gosu không được rồi. 1116 cũng đã phải nằm xuống và chỉ còn lại một mình sốt CC mà thôi. Và sẽ là bỏ đi luôn. Chắc là như vậy rồi, chắc phải không bỏ. Không thể ở lại đây được nữa rồi. Quá mình nhiều nguy hiểm. Mặt không ngoảnh lại rồi. Đây một cái tình huống mà có vẻ như là Edo Club họ loot đồ và họ không chú ý đến việc mà các thành viên của Original họ đẩy lên khu vực trên đồi rồi. Và nó một tình huống bắn vào mông thôi, bắn mà không biết được đằng sau là có ai. Rồi xuống liếm đồ rồi, sau đó lấy hết đồ và lên xe thôi. Original Gaming, Original Gangster thì chỉ còn nó là 3 người. Nhưng mà họ vẫn có cho mình những cái kill quan trọng. Họ có cho mình thêm lượng đồ của Edo Club và sẽ di chuyển vào trong bo. Với xe học sinh này thì một team 4 người là hoàn toàn dư chỗ, họ có thể di chuyển vào bo. Không biết là họ gặp một chút khó khăn nào hay không đây. Họ đứng ở trên sườn đồi, có lẽ như góc này không quá tệ thì họ có thể di chuyển vào bo một cách an toàn. Và đây là các thành viên bên phía của 47 BMT. Họ vẫn còn lại tổng cộng là 4 thành viên với 3 kill có được từ đầu đến giờ. Vâng, họ đã cố gắng đẩy vào trong bo, có cho mình một vị trí tương đối là cao rồi. Họ đang quản lý cái khu vực hướng 11 giờ của cái bo này và bò sẽ nằm ngược lại nằm ra ngoài. Sẽ nhìn thấy các thành viên của OG thôi. Có lẽ là sẽ nghe thấy tiếng xe và sẽ một tình huống sấy xe chăng. Sốt CC chỉ còn lại một mình trên cái bản đồ này, đồng đội của anh ta đã từ bỏ cuộc chơi trước đó rồi. Sao anh ta sẽ phải sống sót như thế nào, anh ta núp sau cái sườn đồi kia. Cho các team số 2 nó bắt đầu di chuyển vào với sự nhòm ngó đến từ team số 6, không biết là họ có vào được bo một cách an toàn hay không. Team số 5 thì đã tiếp cận sát vòng bò, team số 3 cũng như vậy. Team số 16 đang đứng ở giữa bò để có thể bắn ngược trở ra. Chúng ta còn lại tổng cộng là 10 team và 32 player. Ở đây thì 47 BMT đang có cho mình một cái đồi cực cao và họ có cho mình một cái góc bắn thuận lợi. Nhưng mà họ phải nên cẩn thận một chút khi nữa thì ở phía sau đó là các thành viên của OG cũng đang tiến vào từ hướng đấy rồi, hướng boss, 11 giờ. Boss có hai người đang cực kỳ thấp máu trong tình huống này. Không hiểu tại sao họ lại bị bắn và thấp máu đến nhất mức mà có một người bị nốc, đó chính là Ghe và Enkun không khỏe khoắn cho cam. Nhưng mà vẫn là còn sống và có thể còn lên sống máu. Còn có thể lên máu được, cả vâng. Medkit Hà Nội. Ở phía đằng xa kia thì Airdrop sốt CC, thành viên cuối cùng của Airdrop. Sự đang game có sinh vẻ, tồn. Có vẻ như đang chơi game sinh tồn một mình rồi. Tầm này thì kiếm cái bụi nào mà núp cho kín vào, bây giờ thấy đối phương thấy là chỉ có thành tổ ong thôi. Đối phương mỗi team còn là 4 người mà đối phương mà bắn vào 4 cái họng súng bắn một người thì cực kỳ khó chơi. Đó có một người thấp máu rồi. Và Ghe tiếp tục bị bắn, Ghe thấp máu cực kỳ trong tình huống này. Không biết anh chàng này có gặp nguy hiểm hay không. Đã có thể lùi xuống sườn đồi và có lẽ sẽ tiếp tục là tình huống hưu trở lại mà thôi. Cực kỳ khó khăn.
trong những tầm xa như vậy thì những khẩu ốp với những nòng cốp 8 phát huy rất nhiều tác dụng. Và không chỉ một mình 47BMT bắn box ở đây mà họ còn bị bắn bởi các chú chó nữa. Lúc ấy thì có thể như một thành viên của box đã bị hạ gục bởi Dog rồi, Team Dog. Như vậy là box đang móc máy đằng sau nữa, như vậy là hai hướng đều nhắn đều bắn vào bên phía của box ở cái box gaming ở cái trong trận đấu này. Rất khó khăn, chỉ còn lại hai thành viên bị kẹp xăm như thế này, cực kỳ khó chịu, không biết là bắn ai đây. Và có vẻ nếu mà bây giờ mà để ý kỹ thì có hoàn toàn là có thể bị bắn bởi cái thành viên cuối cùng của Aerobe nữa. Như vậy là 3 bắn 1 luôn. Cực kỳ khó khăn, mặc dù cầm cho mình khẩu ốp X4 nhưng liệu rằng Ghe có làm nên kỳ tích hay không, thì họ chỉ còn lại hai người là Encún cũng như là Ghe mà thôi. Bên phía bên kia thì giao tranh giữa BMT cũng như là 4Gaming mỗi bên mất 1 rồi. Encún vẫn đang có tình huống bắn một AWAP đây nhưng có vẻ như là không chính xác lắm. Một khẩu M24 với một cái X8. Cái cốp này nó hơi nhỏ. À đâu, đây cốp 8 luôn rồi mà. Cốp 8 luôn có vẻ vẫn không đủ. Phải có lẽ cần cốp 15 đây thì nó mới là lên chuyện. Nhưng M24 vẫn là một khẩu có lượng sát thương tương đối lớn. Nếu For team thì đang bị bắn ở đây. Nhưng mà For vẫn chưa mất đi bất kỳ thành viên nào cả. Chỉ có một người bị knock thôi. Đúng, số 14 kia thì là siêu team, một thành viên cuối cùng của siêu team. Và đang bị bắn, họ đang ngắm bắn tầng hướng của BMT. Và Zeus sẽ bị knock chưa, một viên nữa mà thôi, một viên M4 nữa mà thôi. Nhưng chưa thể nào đạt được chuẩn xác quá cao đấy. Những pha sấy của Yuri, sấy X4, không sấy X6, không thực sự quá chuẩn xác ở những viên đạn cuối cùng của Yuri. Chỉ còn một mình Yuri là người còn sống thôi. Đúng là như vậy, nếu như anh ta nằm thì đồng đội của anh ta cũng sẽ phải từ bỏ cuộc chơi, đang cố gắng cứu đồng đội của mình. Smoke được trả ra, sẽ cố gắng cứu những người đồng đội mình ở đây. Nhưng mà ở gần thì còn đến hai team ở bên cạnh, đó là Siêu cùng với các thành viên của team số 5. Không sao, giờ tầm này là cứu được là hưu lên là ngon thôi, chứ quả Smoke là một trong số thứ rất là khó chịu ở trong tựa game PUBG Mobile này. Một người thành viên bên phía của 4Game đã phải nằm xuống ở ngoài bo rồi. Xgamer họ đang đẩy sang, họ muốn clear cái sự có mặt của team. Nhưng mà Smoke team ở đây có Smoke, nhưng có Smoke là biết là trong Smoke có người rồi. Nếu bạn bắn hay thì sẽ là một tình huống thả nết ra, thả nết cầu may đánh lô ở đây. Nhưng không, AKM họ đã quyết định lùi về rồi. Tôi thề là cái smoke ở trong PUBG Mobile nó là cái gì đấy, nó quá khó chịu. Đây là một tình huống BMT cũng đang núp trong smoke. Móc máy đến từ Lú, anh ta đang vòng ra đằng sau Lú của các thành viên bên phía BMT. Đây. Đang móc rồi, nhưng mà tình huống này lại thành một tình huống mà các thành viên của AKM lại bị kẹp. Họ bị kẹp bởi cả BMT, cả các thành viên của 4Team. Tự nhiên đang từ một tình huống hoàn toàn có thể clear 4Team thì họ lúc này lại bị kẹp. Tình huống vào bo sẽ là khó khăn cho các thành viên của XGM ở đây. Tính clear 4Team, mà 4Team có quá nhiều là smoke. Đây rồi, đây tìm được một người. Một quả nết để gạt giò. Không, đây là smoke. Cứ tưởng như đó là tình huống một thành viên là nó đối phương thấp máu, anh ta có định gạt giò cơ. Có lẽ sẽ tung smoke ra để cứu những cái vòng bo cuối cùng này. Những quả smoke thực sự là những vũ khí quá lợi hại để cho những thành viên của các đội có thể cover nhau trong những tình huống thấp máu như thế này. Tuy vòng bo nó rất bé rồi nhưng ở đây chúng ta vẫn còn 24 player cùng với đó là 10 team. Ở phía bên kia thì Minh Dubai vừa có cho mình thêm một cái điểm hạ gục nữa. Mà chúng ta chỉ có 9 team mà thôi. Như vậy họ đã clear được 300S hoàn toàn rồi. 300CY đã phải dừng cuộc chơi ở top 10 trong round đấu thứ 2 này. XGamer đang bị bắn liên tục. Và Siêu đang là người thấp máu. Hero thấp máu rồi. Và Hero cũng đã phải nằm xuống. Siêu dừng thành lại ở top 8. Thành viên cuối cùng của Siêu rồi. Và như vậy là có thêm một đội nữa đã phải dừng lại ở top 9 trong trận đấu này. 47BMT Rai thì vừa có cho mình một cái điểm hạ gục bằng khẩu AWP ở đây, AWM. Mình Dubai tiếp tục là đẩy lên. Có vẻ như sẽ thấy tình huống là những chú chó trên đồi. Và những chú chó là những người bắn trước. Nhưng bị bắn yếu là Mình Dubai. Và phải nằm xuống rồi. Chỉ thua nhau một viên đạn chúng ta vừa rồi mà thôi. Nếu như Mình Dubai làm tốt hơn bằng một viên đạn nào đó thì có lẽ anh ta sẽ là người giành chiến thắng trong một pha 1v1 trong tình huống vừa rồi. Một tình huống mà 47 chuột 47 đang có định đẩy thẳng lên thì phải. Nhưng đó là tình huống mà đó là những người bắn trước. Lê vị trí rồi. Nhưng thấy là không tốt. Và chuột 47 đã phải bị knock out. Cực kỳ khó khăn cho 47 team lúc này, và liệu rằng họ có đẩy lên nổi không đây. Họ chỉ còn đó là một mình Rai và Memory mà thôi. Và Rai cũng đã bị dính một viên đạn Memory thì cực kỳ thấp máu. À, và như vậy là cái team phía trước kia không phải là team Dog. À không, họ bị kẹp luôn cả bởi team Dog và đó là cả Original Gangster nữa. Hai team liên tục những tình huống bị kẹp ở đây. Quá nhiều smoke ở những round ở những vòng bo cuối cùng này. Original Gangster thì đang đứng núp trong smoke, sấy đại một khoảng smoke kia như đó. Sấy xuyên smoke luôn. Có người bị lộ ra một ngay lập tức, vị trí của Crown nằm xuống rồi. Minh Dubai đã bị gạt giò bên phía bên kia, thì tiếp tục là một thành viên phía của Original Gangster phải nằm xuống. Họ dừng chân ở top 8 trong đấu lần này. Boss còn lại hai người và họ vẫn đang sống rất gắt trong khoảng gian vừa qua, thì họ là những người ở trong bò. Họ chọn cho mình được một vị trí trong bò, tránh đi hoàn toàn những cuộc đụng độ nảy lửa phía bên ngoài này. Dog thì lúc này họ đang muốn đẩy lên, họ đang muốn đây tấn công vào vị trí của Original Gangster. Đây là M249 có thể kill team được đến White So Easy, họ còn lại 4 người. Thấy rồi, đây là đang một tình huống xả đạn. Xả đấy, xả này smoke luôn. Tôi nói thật là quả smoke này nó không phát huy tác dụng với khẩu M249 này thôi. Vâng, đó liên tục là những tình huống mà
họ đơn giản chỉ là bắn xuyên smoke thôi, nhiều đạn mà mình cứ xây từng ly thì kiểu gì cũng trúng thôi. Nhà chả có gì ngoài đạn cả. Đúng rồi. Và đây thì bóc bị bắn rồi, ghe bị nằm xuống với lượng máu cực kỳ thấp. Không, anh ta chủ động nằm xuống. Đúng rồi, anh ta chủ động xuống cũng đang pick và đó là một tình huống có thể clear team được. Boss còn lại hai người, trong khi đó thì ghe cực kỳ thấp máu và ghe chỉ cần một viên đạn nữa đấy từ Gamer Fang, X Gamer Fang là Mob Gaming sẽ phải nằm xuống trong tình huống này. Vẫn là rất căng thẳng. Mob được trả ra có vẻ như là đang muốn đi cứu cái đồng đội của mình hơn. Anh ta đang muốn chọn cho mình một cái góc khác. Góc này thì cái cover của anh ta nó là hơi bé một tí và sẽ di chuyển vào trong nhà Phang cứu người đồng đội của mình. Phang đổi góc, nếu như tình huống vừa rồi mà anh ta bắn hạ được vị trí của ghe là sẽ clear được cái team box đó. Nhưng Phang đang bị bò đốt cực đau ở đây. Có lẽ khi vào đến trong bo thì chỉ còn có mình 1/4 máu thôi. Ghe đang cố gắng cứu được vị trí của em cún trong tình huống trong cái tình huống đấy thì có thể anh có thể thấy để ý là cái tình huống này thì ghe anh ta không cứu luôn người đồng đội mình mà bắn anh luôn, ta kê ra ngoài rồi. Anh ta kê để có thể kết thúc vị trí của XGM khi mà biết là XGM đang cũng ở ngoài bo. Chỉ còn lại một người mà thôi. XGM cũng chỉ còn lại một vị trí của Fang mà thôi. Nhưng rất may là trong tình huống này thì XGM chọn cho mình một cái hốc và chui xuống đấy thôi. Quả nét này vậy hơi với tầm. Không thôi. Hơi nông, nét hơi nông. Một quả nét trả thẳng vào vị trí của Fang và liệu rằng Fang có gặp nguy hiểm trong tình huống trả nét vào đến vị trí của Ghe không đây. Ghe đã cứu thành công được cún và cún đã hồi máu lại đầy đủ rồi. Fang vẫn đang một mình chạy bo và trong tình trạng là một mình anh ta là người duy nhất sống sót đến từ phía XGM và bị bắn trả ra bởi các thành viên phía của Box Gaming và lượng máu của Fang cũng đang mất đi tương đối rồi. Một quả smoke được rút ra, AWM được đổi ra với X4 nhưng đã bị bắn bởi các thành viên team Dog rồi. Dog rất khó chịu, họ còn lại 4 người mà họ liên tục có những pha trích ở bên hông trích vào và ghe có định hạ gục được Fang nhưng mà ngay lập tức bị các thành viên team Dog hỏi thăm, ngay lập tức anh ta phải chĩa khẩu AWM mình về hướng của Dog. Một tình huống không kích được cái đòn bắn vừa rồi đến từ vị trí của ghe, nếu như kích được thành công tôi tin đó là phải headshot rồi. Có vẻ như sẽ là một tình huống mà họ bỏ cái lều này thôi, sau họ sẽ di chuyển sang hướng phía bên trái khi mà cái lều này nó sẽ nằm ở vị trí ngoài bo trong cái bo tiếp theo. Phía bên trái gọi lúc này thì chỉ còn một thành viên của ui ghe bị knock rồi, thôi xong rồi, lúc này chỉ còn lại một mình end cún mà thôi. Liệu rằng bên phía của Box Gaming có duy trì được lượng nhân sự là hai người ở trong tình huống này hay không đây? End rope club thì còn một thành viên nữa và có vẻ như anh ta sẽ bị tiêu diệt sớm thôi, khi mà Chihuahua thì đang lại gần rồi, có thể ngửi thấy cái mùi rồi, tôi thấy cái mùi đây không thơm rồi. Lúc Chihuahua. Này thì team Dog đang là team có lợi thế nhiều nhất về mặt nhân sự, nó còn lại không, nhưng có vẻ như không đọc được vị trí của Endrop Club, cái thành viên cuối cùng của cái team đấy rồi và vẫn đang cố gắng đó kê là về Box mà thôi. Kê về phía hướng của Box. Box đang trả smoke Box ra và đó là tình huống mà Chihuahua bị knock rồi, một tình huống bắn tốt bởi Endcún. Kỳ ảo của đối phương đang đứng ở nhưng vẫn chưa đẩy ra được, họ vẫn chưa đẩy được khi họ biết rằng còn rất nhiều những cái hướng, những cái họng súng đang nhắm về hướng này và phải đẩy ra rồi. Họ phải đẩy ra khi mà bo đang tiếp tục đốt là rất là đau. Một người đẩy sang phía bên trái đó là En Cún muốn bắn vào vị trí của Dog. Giờ săn phía bên này thì bị ghe bắn lộ vị trí và Fang đã có một tình huống bắn được ghe rồi. Fang nãy giờ thì anh ta chơi game sinh tồn và anh ta đã có một tình huống móc lốp cực kỳ khó chịu của các thành viên phía của team Box. Còn lại một người đó là vị trí của Cún mà thôi. Cún liệu có cứu được ghe hay không đây? Tình huống này tôi không biết là anh ta sẽ bỏ chạy lấy người hay là sẽ quay lại cứu đồng đội và quyết định là có lẽ là bỏ rồi. Đây là tình huống một quay thôi thì sẽ cứu đồng đội của mình. Đồng đội của anh ta bị knock trước đó. Cún thì đang phải bỏ chạy và bỏ lại vị trí của ghe. Đúng là anh ta sẽ phải bỏ lượng máu còn lại của anh ta không phải là quá nhiều. Anh ta nằm xuống lúc này chắc chắn là bị clear team. Như vậy là thành viên cuối cùng của bên phía XGM đã phải nằm xuống. Họ đã kết thúc cho mình trận đấu ở vị trí thứ tư. Eo Cún sẽ sang và cứu cho mình đó là ghe thôi. Nhưng ghe đã bị giết rồi. Nhờ bo đốt anh ta hoàn toàn rồi. Anh ta đốc và không ai cứu cùng. Và sẽ chỉ còn lại đó là một thành viên cuối cùng. Đây là Bóc Kê Minh mà 3-1 lợi thế quá lớn rồi cho bên phía của Dog. Họ Dog team đang có được một lợi thế rất lớn ở trong round thứ hai này để có top 1. Mỗi thành viên team địch chỉ còn lại một người duy nhất mà thôi. Bắn và gục họ là có gục cho luôn. Mình đó là một cái cover cực kỳ là chắc chắn sẽ ném smoke ra để tiến vào chiếm cái khu vực giữa vòng bo này. Nhưng đó là bị bắn rồi. Đó là bị bắn rồi và En Cún đã bị một đạn double kill. Đó là double kill dành cho En Cún. Clear team luôn chăng? En Cún vẫn sống với lượng máu rất nhiều. Đó là 3 mạng dành cho En Cún, một tình huống xảy cực kỳ hay. Chỉ còn một người cuối cùng của Aerobe Club ở đây thôi. Đánh nhau rồi, đó là một tình huống mà En Cún bị hạ gục thì phải. Lượng máu cực kỳ thấp của En Cún. Nhưng mà một tình huống mà anh ta đã clear được một team đó, chính là team Dog. Một mình anh ta lấy được 3 kill, triple kill cho anh ta, sau đó thì bị hình như thành sốt CC ra móc chết rồi, thì phải hơi tiếc một chút xíu. Một sốt CC. Nếu như mà anh ta hạ gục được sốt CC ở top 1 nữa là highlight chắc luôn. Các thành viên của tôi để ý được, các thành viên của Box đều có một cái kỹ năng cá nhân vô cùng là vượt trội hoàn toàn luôn. Đúng. Họ có thể có những cái tình huống bắn xuyên smoke này, xong rồi những tình huống mà đẩy cực kỳ là hay.
Nhưng mà hơi tiếc trong cái tình huống này thì cái góc cuối cùng đấy của El Cú nó là hơi hẹp một tí, và việc mà Sotsesi đứng ngoài xong bắn đơn giản, bắn xuyên xuống móc vào cái khe hẹp đấy thì ngườm đắc lợi đấy. Ngườm đắc lợi. Anh ta có được 2 kill. Lượng máu của El Cún có lại hơi ít. Nguyên team của Aerox Cup có được 3 kill top 1 kìa. 3 kill là top 1 và 1 kill của Sotsesi là cái kill cuối cùng. Như vậy là Aerox là sau 2 trận đấu họ có cho mình một cái top 1 và cái top 2. Cực kỳ tốt. Trong khi đó thì Boss cũng vậy. Boss một cái top 1 và cái top 2 thôi. Top 2 và họ rõ ràng nhưng mà nhiều kill hơn. Tôi nghĩ là nếu mà so ra thì Boss Gaming vẫn là những cái người có vẻ như là sẽ giữ được cái vị trí top 1. Cực kỳ đáng tiếc dành cho bên phía của Dog, họ né giao tranh toàn bộ đường đây, đúng là một lối đánh mà lối đánh mang tính gọi là thủ chiến hòa, thuật chiến thuật bắn một chiến thuật. Một cái lời bắn chiến thuật hơn, họ né giao tranh toàn bộ đánh sát bo, sau đó những vòng bo cuối cùng họ bắt đầu pick người ở trong bo pick ra, có được khoảng chừng 5 kill nhưng mà rất tiếc là một pha triple kill dành cho đối phương đã khiến cho bên phía của các bắn lại hơn, có phải bóc bắn hay hơn nhiều, còn bóc bằng những cái tay to hơn so với cả bên phía của Dog. Và như vậy là round thứ 2 đã kết thúc với top 1 nghiêng về bên phía của Aerox Group và top 2 nghiêng về phía của Boss Gaming, với Boss Gaming có được khá là nhiều kill. Với top 1, top 2 như vậy đến từ cả hai round thì cả hai có lẽ đã chắc suất đi tiếp ở tại bảng A này rồi. Chúng ta sẽ chờ trong giây lát để chuẩn bị bước đến với diễn biến của khuôn khổ bảng A ở tại round thứ 3.